Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Kiến thức tri thức bài 55, tiết 2. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Tính nhẩm theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. 9.000 trừ 4.000. Thì các em nhẩm 9 trừ 4 bằng 5. Tức là 9.000 trừ 4.000 bằng 5.000. Các em viết kết quả là số 5.000 vào đây. Rồi theo mẫu. Câu A. Các em nhẩm 7.000 trừ 3.000. 7 trừ 3 bằng 4. Tức là bằng 4.000. Các em viết số 4.000 vào đây. Tương tự. Câu B, 8.000 trừ 5.000, 8 trừ 5 bằng 3, 3.000. Câu C, các em nhẩm 9.000 trừ 7.000, 9 trừ 7 bằng 2, 2.000. Câu D, 10.000 trừ 6.000. 10 trừ 6 bằng 4, 4.000. Bài 2 tính nhẩm theo mẫu. 7.500 trừ 300 bằng bao nhiêu? Rồi, các em có thể đọc tham khảo nha. Ở đây thầy giáo hướng dẫn, các em ngắn gọn như sau. Cụ thể là câu A này. 5.200 trừ 200. Rồi, các em chỉ việc lấy 200 trừ 200. 200 trừ 200 bằng 0. Còn lại là 5.000. Còn lại là 5.000. Được chưa? Rồi, câu B thì sao? 3.500 trừ 1.000. Thì các em lấy 3.000 trừ 1.000 bằng 2.000. Và thêm 500 nữa. Tức là kết quả bằng 2.500. Rồi câu C. 6.700 trừ 600. Rồi ở đây. 6.000 các em để nguyên này. 700 trừ 600 bằng 100. Vậy kết quả bằng 6.100. Rồi câu D. 8.400 trừ 6.000. Các em nhẩm này. 8.000 trừ 6.000 bằng 2.000. 2.000 thêm 400 nữa là bằng 2.400. Bài tập số 3, các em đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 6.378 trừ 2.549. Rồi các em trừ từ bên phải sang bên trái. 8 không trừ được 9. Lấy 18 trừ 9 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6. Các em trừ số nhớ trước nha. 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 4 bằng 2. 3 không trừ được 5. Lấy 13 trừ 5 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 2 bằng 3. 3.829. Rồi, bằng cách tính tương tự, các em bấm tạm dừng video. Các em đặt tính và thực hiện các phép tính còn lại nha. Rồi, tiếp theo là 5.624 trừ 4.718. 4 không trừ được 8. Các em lấy 14 trừ 8 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1. 1 trừ tiếp đi 1 bằng 0. 6 không trừ được 7. Lấy 16 trừ 7 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Rồi, chữ số 0 là chữ số đầu tiên thì các em không cần phải viết.
4.628 trừ 719. Rồi phép tính này, các em nhớ là đặt tính cho đúng nha. 700 phải đặt thẳng cột với 600. 719. 8 không trừ được 9, lấy 18 trừ 9 bằng bằng 9, viết 9 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1. 1 trừ 1 bằng 0. 6 không trừ được 7, lấy 16 trừ 7 bằng bằng 9, viết 9 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. 3.909. Tiếp theo là 8.372 trừ đi 39. 30, các em đặt thẳng cột với 70 nha. Hai không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 3 bằng 3. 3 không trừ, các em hạ xuống. 8 hạ xuống. 8.333. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Một xe chở 9.000 lít dầu. Lần đầu xe bơm 2.500 lít dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau xe bơm 2.200 lít dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu? Rồi cụ thể các em hình dung bài toán này như sau. Một xe chở 9.000 lít dầu. Lần đầu xe bơm 2.500 lít dầu vào một trạm xăng dầu. Lần đầu là bơm bơm đi 2.500 lít. Lần sau bơm đi 2.200 lít vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu? Tức là sau hai lần bơm thì còn lại bao nhiêu lít? Vậy trước hết là các em phải tính là xe đã bơm đi bao nhiêu? Cả hai lần thì bơm đi bao nhiêu lít? Bơm đi có nghĩa là trừ đi, đúng không? Trước hết là các em tính xem là cả hai lần xe đã bơm đi bao nhiêu lít. Cả hai lần xe bơm đi số lít dầu là: lần thứ nhất là bơm đi 2.500, lần thứ hai là bơm đi 2.200. Vậy cả hai lần bơm đi 2.500 cộng với 2.200 bằng 4.700. Bơm đi 4.700. Rồi, xe chở 9.000 lít mà bơm đi 4.700 lít, tức là trừ đi 4.700 lít. Như vậy trong xe còn lại số lít dầu là 9.000 trừ đi 4.700. Rồi, các em tính xem chúng ta tính được kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 4.300 lít không? Rồi, đáp số là 4.300 lít dầu. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.